Ok, và xin chào bạn đã trở lại với kênh của mình là Hành Trung Nghe bên đây ha. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series chạy gác trong GTA 5. Và hôm nay chúng ta có một clip đặc biệt nha mọi người. Như các bạn đã biết thì mấy nay đang có một cái đám cưới rất là hot các bạn ạ. Đám cưới gần 100 tỷ ở Gạch Giá, Kiên Giang nha mọi người, ở khu lắng biển ha. À, đám cưới đó thì chắc chắn mọi người coi TikTok thì chắc 50% bạn coi cũng lướt thấy ha. Rất là đỉnh luôn mọi người ạ. Thì hôm nay mình quyết định tổ chức một cái đám cưới ở trong GTA 5 như vậy, gần 100 tỷ các bạn à. Đó, để mình quậy. Tôi á là tôi sẽ tới tôi phá hết cái đám cưới cho các bạn coi. Đó, vậy mới đẳng cấp các bạn ạ. Đây là bữa nay nè. Đám cưới trong GTA 5 cũng có các bạn, nhưng mà bữa nay nó không mời mình các bạn ạ. Nên mình quyết định là mình tới mình quậy. Đó, nói thẳng là đi quậy các bạn ơi. Thì mở cửa ra. Mở cửa ra anh ơi, cầm lấy cái xe cái. Rồi. Xe đóng cửa là lưỡng hoàng à. Thì tôi sẽ chạy tới chỗ đó tôi quậy nha mọi người ạ. Mình sẽ tới mình quậy cái đám cưới cho bạn xem. À, bữa nay mặc đồ grab thôi, sòn sòn thôi, mà tôi đi ít thì tôi quậy thôi chứ đâu gì đâu. À, để tôi vô ga ga xe tôi lấy cái xe các bạn ạ. À. Đi du lịch 4 chỗ thì không quen các bạn ạ, à, không quen lái. Ở nhà thôi. Để lấy còn chiến chiến nữa ra các bạn, chắc đi còn quay các bạn à, ho đi quay 110 các bạn ơi. Đó. Đi chiếc quay 110 tới đám cưới nha các bạn à, đám cưới 100 tỷ đúng không? Thích thì tới luôn các bạn à. Rồi, địa điểm đám cưới đâu vòng vòng trên đây các bạn à. Nó được tổ chức đâu trên đây nè ha, để mình tới dự các bạn à. Đám cưới này trong GTA 5 á thì nó là một trong những đám cưới mà của con ông trùm khét tiếng trong đây các bạn ạ. À. Ở ngoài đời thì tổ chức ở khu lắng biển các bạn, còn ở trong game là tổ chức trên núi luôn các bạn ơi, phá nguyên một ngọn núi để tổ chức đám cưới các bạn à. Cái quy mô nó hoành tráng tới vậy đó. Thì nay mình tới dự đó các bạn à, coi cho mình tham về tham dự không, nếu mà cho mình vô á thì mình ok các bạn à, được hợp lý, còn nếu mà không cho mình vô á thì tới công chuyện luôn các bạn ơi, quậy luôn á chứ không giỡn đâu. À, đi thấy ngoài chiến tới là bạn biết hoàn cảnh này đó, quá dữ. Công an không dám làm gì mình đâu bạn ơi, nè đụng xe công an luôn nè, bắn tốc độ không, mày bắn tốc độ không, bắn tốc độ không, mình phá luôn xe công an nữa bạn. Bạn bắn luôn bây giờ rồi đục tôi té kìa trời. Mình dạo này mình quen ship lớn các bạn ơi, mình không sợ công an nữa các bạn ạ. À. Cứ tới đám cưới quẩy thôi các bạn ơi, đám cưới vòng vòng ở khúc này các bạn à, hình như tới rồi mọi người, tới đám cưới rồi các bạn à, đám cưới trong đây nè các bạn. Đó, nó quẹo vô rồi, quay xe đông mới nhờ đây rước dâu cái gì mình nên dạ. Như là đây nhà gái gì các bạn ơi, đây không phải chỗ đám cưới chính, sao có tiếng súng vậy. Như chưa phải cho đám cưới các bạn ạ. Chị mấy má. Lộn các bạn ơi, lộn rồi, lộn rồi. Chỗ này chắc nhà gái rồi nè. Nhà trai thì như khúc dưới đây các bạn ơi. Cái đám cưới này nó hoành tráng ở chỗ là nó đập nguyên quả núi các bạn ạ. Để nó cắt nhà nó đãi đám cưới nhưng mà các bạn. Đó, nó dời. Ở đám cưới kia thì dời lắng biển các bạn ạ. Còn đám cưới này là đập núi. Đó, đẳng cấp nó nằm ở chỗ đó. Chân thường như tụi mình đi tới coi thôi mọi người ơi. Này rồi, tới đám cưới các bạn ơi. Rồi ơi, đây rồi. Đám cưới đâu không 100 tỷ mà không kêu oản vậy các bạn ạ. À. Rồi có bảo vệ đó bạn, mua có xe. Wow, dàn xe sang kìa, Lamborghini Aventador, Bentley, xe cổ luôn các bạn ạ. À. Range Rover đồ ha. Mình cũng đỉnh đấy, nhưng mà không đỉnh mà con quay biển số 23456 đâu. Các bạn đây đám cưới có hai bảo vệ cầm súng, không cầm súng này nè, hai bảo vệ nè, trong đây có nhân viên làm cỏ nè, ui xe ở trong nè các bạn, có nhà báo tới luôn mọi người ơi, các bạn có một nhân viên an ninh đang đi từng nè, ui hút thuốc nữa các bạn, hai chiếc G63 luôn nè mọi người, một chiếc Lamborghini nữa các bạn ạ. Không, chiếc này Maserati nè, một chiếc gì đó không biết. Nói chung là dạo các bạn trong bay tiệc các bạn, nhân viên bảo vệ đứng quá trời luôn nè các bạn thấy không.
đám cưới trăm tỷ mà quý tộc nữa bạn à, quý tộc là uống Coca-Cola nha mọi người, và uống chai Big Quad đó, hai quý tộc nữa bạn à. À, hai quý tộc này cũng nhìn nhau nữa mọi người ơi, hai cốc ông này uống gì nè bạn, uống Sprite các bạn ơi, nhà giàu cũng uống Sprite đó cha. Tính ra nhà giàu cũng uống Coca-Cola nè, uống Sprite đó bạn, uống sòn sòn thôi như anh em mình thôi. Này đang nướng, đang đợi thịt nướng, ôi đang đợi xúc xích nướng các bạn ạ. À, chị gái này đang đợi xúc xích nướng nha, còn anh trai này thì đang đợi ăn xúc xích nướng cùng chị gái các bạn ạ. À, anh chị này hảo ăn quá nha. Ui đây có một chị gái nhảy hip hop rồi bạn, quẩy ôi nhìn cái đám xuất sắc thiệt chứ, dàn bia nha mọi người. À, chị gái này vừa vừa nhảy mà vừa coi gì đây để mình ngói qua các bạn, vừa chơi chém với cây các bạn ơi. Ờ, ở đây có cái khoai tây lắc nha mọi người, à, tây lắc ở đây có hạt điều các bạn, hạt sen này, hạt hướng dương nè, nói như hồi Tết với bạn à. À, hạt hướng dương này nha, bóc bóc ăn mà làm đổ tháo tùm lum nè. Ôi ông nội cái gì vậy, cái gì vậy, ủa thấy cái gì đó sai sai nha bạn, kỳ vậy. Mọi người má tôi thấy sai lắm rồi đó, không phải sai vừa đâu nha, nhưng mà thôi, bỏ qua các bạn ạ. À, có siêu nhân tới chúc mừng sinh nhật đó các bạn, đám cưới có siêu nhân tới ủng hộ nè, má tài năng thiệt, bà nội này không mê siêu nhân các bạn, chụp hình siêu nhân. Ôi ông này giống chúa Giêsu các bạn. Tự nhiên tôi thấy chúa nói tiếng Việt luôn nè các bạn, má ảo gì chứ. Đây có nhân viên an ninh nữa nè, bà này chắc người yêu cũ bạn ơi, thúc thúc nhìn ra ngoài kia chắc người yêu cũ, anh phóng viên rồi nè, có con chó đó bạn, đâu có con chó rồi, chú dễ cô dâu đó bạn ạ. À, dễ nhìn mẹ kênh cô dâu trên chú dễ, còn mục sư này thì mẹ nhìn các bạn nhìn như sắp ẹo tới nơi bạn, nhìn không có tí rồi là thằng sắt gì luôn á. Nè cha mẹ chú rể nè, cha cha mẹ cô dâu các bạn ơi, rồi cha mẹ chú rể đó bạn ạ. À, nhìn ông này da đen mà sao cái bà này sao chú xuống rể da trắng các bạn, nhìn hai cha con nói hoàng để coi hai cha con thấy không giống vậy đó bạn, ông này cũng càng không giống nữa, hai cha con này không giống nhau gì hết vậy. Bà này tôi nghi quá các bạn ơi, chắc hồi có chém lộn quá. Rồi, mọi người nhìn cha chú rể nè, thầy chú rể đó bạn, rồi giống chỗ nào bạn, ông này da găm mà ông này da trắng các bạn, da nhìn cái bàn tay các bạn, ông này da trắng có gàng, còn ông này da da ngăm da đen, tóc thì ông này coi tóc sao các bạn, tóc quắn các bạn ơi, con trai này tóc dài ok con mẹ nha, mẹ tóc đen, con tóc nâu chắc chắn luôn các bạn ạ. À, ông này cũng tóc đen các bạn ạ. À, mà lại tóc vàng đúng không, má cũng không giống, hay gia đình này sao kỳ quá ta, gia đình này mình thấy hai gia đình này thấy sai lắm các bạn ơi. Coi có ông nào tóc vàng không các bạn, đây có ông nào tóc vàng không nào các bạn, ông này mày không, không phải đâu, coi kỹ lên coi các bạn, trong đây có gia đình của ổng, có family của ổng không ta, có mấy cửa trẻ trâu bay lắc rồi nè các bạn, đập bum 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 nè, để mình bay flycam vô mình coi trước các bạn, để hồi đi bộ vô bất công quýnh mình lắm. Ôi ông này có vẻ như hình sự vậy. Đó, có người đi từng liên tục nha các bạn ạ. À, nếu mình người lạ đi vô mình không biết sao nha các bạn, không biết có bị đuổi không nha. Đây mình coi cho bạn xem nào, ôi có người từng trên cao nữa nha, đám cưới này quy mô tới 100 tỷ lần các bạn, không giỡn nha, quậy đám cưới 100 tỷ các bạn ạ. À, mà vãi đạn à. À, dịch nó ban ngày các bạn ạ. À, rồi chúc hai con vui vẻ nha. Rồi ôi ngoài đây kẹt xe kìa, trời có chiếc xe tôi đậu mà nó kẹt á mọi người. Rồi đi vô các bạn ạ. À, rồi dẹp cái súng vô em khách nha anh ơi, em được thì đây đây là hiệp mời ạ. À, em được chủ nhà mời vô ạ. À, má nó chặn cửa luôn trời, nó chặn cửa rồi, cửa phải leo rồi, hồ biết à, chặn cửa hả mày, lấy nguyên cái hàng rào bê tông chặn luôn các bạn, dạy gì đó
Dạ, ấp cuối có chuyện các bạn ạ. À. Có khách chạy với ạ. À. Bị chạy với ạ. À. Má chưa vô ăn đám cưới khách chạy hết phân nửa các bạn. Ôi, bắn mình các bạn ơi. Không thấy mình người lạ gì hay gì á. Hồi luôn bạn. Quay banh đám cưới rồi các bạn. Thôi, được rồi. Nè, tụ đạn vô hồ bơi nè. Mọi người chạy đi. Má quậy bánh đám cưới ta luôn mày ơi. Ây da. Phát hiện nha mình sai sai các bạn ạ. Mày hả mày. Ăn bơm nè. Ăn bơm nè. Đám cưới nè, đám cưới không mờ nè. Gửi bơm phá quỷ nè. Đó. Đến đây là hạnh phúc chưa. Chưa. Đám cưới không chịu mời đó vậy các bạn ạ. À. Mời cái là tôi tới tôi đón nhiệt tình lại các bạn. Còn này không mời biết sao giờ. Tới quậy thôi. Sao tự nhiên mình mới vô mà nó la dữ ta. Đã nguyên vàng xe trăm tỷ nè. Đó, nguyên vàng xe hơi trăm tỷ luôn. Bảo vệ nè. Bảo vệ nè. Hết luôn. Tính bạn nè. Quậy gì mới đẳng cấp. Cửa nè bạn à. Ăn cửa nè. Bây giờ đó bạn, mình phá hủy hết các bạn à. Da chóng dữ gì. Rồi, mình sẽ tìm một cách để phá hủy đám cưới nha các bạn ơi. Mình có cách các bạn nha. Hồi nữa, mình thôi mình thu lại đi các bạn à. Mình hồi lại cái map lại với các bạn à. Rồi quyết định các bạn ạ, à. Mình sẽ chơi lại các bạn ạ, à. Mình lần này mình sẽ phóng tên lửa vô các bạn ơi, mình sẽ bắn hết nguyên một dàn tên lửa đứng từ đây mình phóng qua các bạn ạ, à. Đó thì mình lóc lại cái móc cái đó lại cái móc cái đám wedding này các bạn ạ, à. Tôi có tên lửa hạt nhân các bạn ạ, à. Phóng tên lửa hạt nhân vô đám cưới các bạn ơi, rồi đó các bạn, đám cưới đó lại vui như ngày Tết đó. Cuối này mà cút chỗ khác rồi các bạn. Em nhắn nước đó các bạn. Các bạn đám cưới lại được hồi sinh lại rồi các bạn ơi. Mọi người lại vui vẻ đám cưới các bạn ạ. Thì đây rồi. Ở bên đây sườn dốc thì mình sẽ chơi khí tài đặc biệt nha các bạn. Rồi để tôi lấy ra tôi quậy các bạn ạ. Sẽ tìm một cách để mình quậy đám cưới. Đây các bạn ơi. Tên lửa bazooka đây các bạn. Đó. Mình phóng qua thôi các bạn ạ. À. Ta nó không lên cái ghế này ta, nó phải lên lên cái ghế này nào. À, mình có cách rồi các bạn, mình sẽ cho mình đệ mình ngồi lên xe các bạn ơi. Rồi cho nó ngồi lên xe để anh bắn các bạn. Ủa đỏ anh xua ghét rồi á, à, không bắn được ta. Xe này phải có buộc phải có hai người mới điều khiển được nó các bạn ạ, à. Rồi lên đi bánh chay sao cho nó chở mình được ta. Để chỉ huy cho nó bắn thôi được không ta? Đây các bạn, đây rồi, để mình chạy xe tên lửa vô mình bắn các bạn à. À, tôi phi nguyên xe tên lửa vô luôn các bạn à. Tôi quá quỷ chỗ này. Nào mà chống đối mình các bạn à. Thằng kia mà ho ho cái bạn nha. Ui nó trượt, nó trượt. Đó các bạn thấy đám cưới đó các bạn à. Mình xuống mình kích động cái ha mọi người. Có súng nữa, để kiếm cây súng các bạn ơi. Kích động đám cưới rồi các bạn. Lên xe, lên xe, lên xe. Lên mặt anh ơi. Chống lên. Kích hoạt.
Đó, thôi rồi trời. Bắn đi, mày bắn cái nữa rồi. Má ơi các bạn, bắn cái nghỉ bắn luôn các bạn. Đúng 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 đúng. Má đi xe tên lửa tới khóa quỷ đám cưới luôn các bạn ơi. Má ngoại đạn gì chứ. Cứ bắn thử cái nữa coi chơi. Bắn nữa cái nữa coi chơi các bạn ạ. Bắn đúng không? Ui, nó nổ các bạn. Ui. What the hell luôn các bạn thấy gì chưa? Ma phá hủy đám cưới 100 tỷ luôn các bạn ạ. Đặt sơ cấp thì chứ. Mà anh em mãi đỉnh, anh em mình mãi đỉnh các bạn à. Chùa em tới, chùa em tới. Bảo tới, bảo thủ tới. À, quậy vậy biết gọi là đã chứ các bạn nghe không? Ôi con quay chiến của mình vẫn còn nha. Okay. Bắn chết thằng đệ mình rồi các bạn. Bắn chết đệ tôi, bắn chết đệ tôi. Luôn đó mọi người à, công quá các bạn ạ. Bắn nhẹ. Mọi sướng các bạn ơi, tập này coi sướng các bạn. Phê không các bạn? Quá phê luôn. Diễn đi chiến đi anh em. Gọi mấy đệ ra nữa các bạn. Thu kết năng dạo á. Bắn cái bay màu hết bạn ơi. Nổ các bạn đã xuống. Trời ơi, nó lửa bay ra tôi bị sang chấn tâm lý luôn á. Trời xỉu luôn rồi. Suret xỉu luôn rồi. Suret tỉnh lại, tỉnh lại. À, bắn cái đám cưới nát. Quét luôn trời, nhìn xe các bạn. Bây vô. Dạ. Lọt dưới luôn rồi, bò qua, bò qua, bò qua. Nè chạy đi đâu không mời nè bạn, người yêu cũ đi ăn đám cưới nè, người Suez đi ăn đám cưới 100 tỷ. Anh gáp bị đám cưới người yêu cũ và dưới còn mấy bảo vệ quèn nữa các bạn. Hên bởi tường của bạn ơi. Quậy là quậy cửa này các bạn nó mới sướng. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chắc mình đi các bạn ạ. À. Mình đi gái nhau mọi người. Mình sẽ đi nơi khác. Mình sẽ quay lại một lần nữa các bạn ạ. À. Lần này tôi sẽ chơi bằng tim kích các bạn ạ. À. Mình sẽ quanh tạc vô các bạn ơi. Lần này mình sẽ chơi còn lớn hơn nữa các bạn ạ. À. Mình cho mấy anh đó gọi là ăn thưởng thức cái món ăn đặc sản gọi là tim kích xào rau muống các bạn à. Sang nhận động mày ở tập tới mình có clip nha mọi người, mình mới mod vô nha. Đó, tập ngày mai 11 giờ ngày mai có tập mới của sang nhận động này nha các bạn. Đó, tập bí mật nha mọi người, các bạn đợi đón xem nhé. Không phải đâu rồi. Đây, mình sẽ cho tiêm kích nã đạn vô cái nhà đó các bạn à. Đó. Lót lại cái. Chơi chơi phải như vậy các bạn ạ, phá phá đủ kiểu luôn cho các bạn coi nó sướng. Nếu lót nó được các bạn ơi. Nó hết cho các bạn ạ. Nó hết cho lót rồi các bạn ơi, nó nói là quá lần lót rồi. Lót nhiều lần quá nó bị lắc lắm các bạn ạ. Thôi, đi từ từ. Tên lửa bắn rồi, ui. Tại nhanh đấy nhờ. Đây các bạn. Thôi bị thử nè. Lao vô luôn các bạn ơi. Ây quá các bạn ạ. À. Còn có thằng hay thằng lẻ quẻ ở đây các bạn ạ. À. Dạ ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Video này hơi nhanh nhưng chủ yếu nó mang tính chất vui giải trí các bạn.
Ok, hẹn gặp lại các bạn tiếp theo. Các bạn muốn mình mod gì thì hãy comment lại phía bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye Suret nào. Từ từ để mình hạ gục mấy đứa này cái. Nó này lì các bạn. Không biết sợ. Tại mình mod quá hai lần nữa mà nó không cho lót thêm lần nữa là đông lắm mọi người ơi. Ủa, tên lửa nó bay các bạn. Mình thử coi cái đường bay của tên lửa nha mọi người. Wow. Amazing. Amazing, good job. CS bắn điểm lắm nha mọi người. Bắn cũng chuẩn lắm nha, chứ không phải đơn giản đâu. Coi mình còn cái gì. À, nhiều vũ khí này nữa các bạn. Tiếp tục nguyên cái đám cưới đó mọi người. À, còn nhiều vũ khí tôi muốn thử lắm để cho coi nó cho lót lại em ta. Lót lại được đi, không lót lại nữa các bạn à. Không cho các bạn ơi, nó không cho lót lại các bạn à. Chịu rồi. Nó nói mày chơi quá đáng quá, tao cho mày chơi một lần thôi, không cho chơi lần thứ hai đâu các bạn ơi. Không được nha mọi người. Chịu cho nổi. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.